Hello guys, today I'm going to have an interview with my mom. So let's interview my mom. The first question is, how did you get to school when you were young? Hồi mẹ 6 tuổi thì mẹ tự đi học đến trường. Đến năm 14 tuổi thì mẹ đi học bằng xe đạp. Và khi lên đến đại học thì mẹ đi học bằng xe buýt. Okay, she said when she was 6 years old, she walked to school, and from 14 years old, she rode back to school, and when she was 18 years old, she went to school by bus. Okay, the next question is, did you travel to places far away? Có, mẹ đi du lịch cái nơi mà xa nhất ấy, là Cà Mau. Và đi nhiều tỉnh khác nữa. Provincial tỉnh. Okay, she said, the longest travel. The furthest travel she her furthest travel is from Hanoi to Cà Mau, and she traveled to other Vietnam provinces a lot. How did you get the third question? How did you get there? Trước đây chủ yếu mẹ đi du lịch là bằng ô tô. Đến năm 20 tuổi mẹ mới được lần đầu tiên đi máy bay. Bởi vì là thời xưa đi máy bay thì rất là đắt. Có 1-2 lần thì mẹ được du lịch bằng tàu hỏa. She said she usually travel by car, and because a long time ago travel by airplane is really expensive, and when she was 20 years old she traveled by an airplane for the first time, and she has traveled by train 1 or 2 times. Okay. The fourth question, the fifth question is, did you enjoy traveling by walking? Có, mẹ thích được đi du lịch đi bộ là ăn thường ấy. Cái đi bộ du lịch ấy thì người ta sẽ nói là trekking đúng không? Có một lần mẹ đã được đi du lịch đi leo núi này, xong rồi đi xuyên rừng này. Và mẹ là thích cái chuyến du lịch đấy, mẹ rất là nhớ. Okay, she said she really enjoyed traveling by walking. She hiking and trekking. Hiking là she hiked up a mountain one time, and she walked through a forest one time. She really liked the travel. Okay, this is the end of my interview. Bye. Bye.